chỉ còn lại chưa tới một nửa giá sau 7 năm sử dụng. Trước mắt quý anh chị, đây là một con Mitsubishi Outlander phiên bản 2.4 máy xăng siêu tự động 2 cầu đời 2016, xe tiêu chuẩn Hodo hơn 9.6 km xíu. Một chủ mua mới sử dụng ngay từ đầu, xe đăng ký lần đầu là tháng 12 năm 2016. Xe được trang bị mâm to, mâm 18 inch, 4 giỏ Michelin mới thay. Đất lớp là tầng thứ 10 của năm 2020, gây gió còn sâu, đi đâu đó khoảng tầm 40-50.000 km tiếp theo thì mới nên thay. Đường bộ đăng kiểm còn đến tháng 9 năm 2025, vô tư dùng luôn. Thời điểm mới ra mắt Outlander phiên bản 7 chỗ có giá niêm yết là 1.275 tỷ, giờ phí lăn bánh ra biển thành phố luôn thì dao động đâu đó khoảng gần 1.4 tỷ. Giá hiện tại bên em đang chào bán là hơn 570, còn thương lượng còn bớt lọc cho anh chị nào thiện chí xem xe lái thử thì sau 7 năm sử dụng xe bán lại chưa tới một nửa giá nữa. Thời điểm này giá xe cực kỳ tốt, gần như là về chạm đáy để cho quý chị khách hàng dễ tiếp cận và sử dụng. Với cùng tầm giá này thì quý chị chỉ chọn được một con Innova G 2018 thôi. Về trang bị, công nghệ an toàn, động cơ hộp số thì chắc chắn là thua xa so với Outlander nhập nhật. Xe có trang bị cốp chỉnh điện, cam lùi, cảm biến lùi, bánh xe cua chưa hạ, gầm bệ còn sáng mới. Xe trang bị động cơ xăng Mivet 2.4 lít cho ra công suất cực đại khoảng tầm 166 mã lực đi kèm hộp số bao cấp CVT. Tiêu hao nhiên liệu ở mức tầm 7 đến 8 lít cho 100 km. Xe có trang bị ghế da màu kem, còn khá là sáng mới, sạch sẽ, có lót thảm sàn sẵn, dàn nỉ zin theo xe, có cửa sổ trời. Có nhược điểm là ở hàng ghế thứ hai em thấy chưa được trang bị cửa gió điều hòa. Nhưng mà đối với những dòng xe Nhật Bản á, thì điều hòa rất là mát, rất là sâu nên là quý anh chị ngồi hàng ghế thứ hai thì không có sợ bị nóng bức hay là cảm giác không thoải mái nhiều. Xe có trang bị ghế lái chỉnh điện, ghế da còn khá sáng mới, bảo trì bảo dưỡng thì full lịch sử hãng. Dòng mốc tiếp theo là 100.000 km. Vào ngày 25 tháng 2 năm 2024 tại Mitsubishi Tân Bình ở sân bay, bộ lăng bọc da cho đợt điện tích hợp rất là nhiều phím bấm, điều chỉnh âm lượng, đồng thời cánh tay Cruise Control, ga tự động, lẫy số bộ lăng. Ô tô chuẩn 96.495 km sau 7 năm sử dụng thì trung bình mỗi năm đi đâu đó khoảng tầm hơn 13.000 km xíu. Một chủ mua mới sử dụng ngay từ đầu. Xe có trang bị màn hình ZS tích hợp rất là nhiều tính năng luôn, xem phim, lướt web, nghe nhạc, bản đồ thoải mái, điều hòa tự động, đề nổ start stop, số tự động, phanh tay điện tử auto hold, có chế độ gài cầu điện. Và đặc biệt là xe có trang bị cửa sổ trời, xe 7 chỗ rộng rãi mà trang bị thêm cửa sổ trời thì rất là sáng xe, thoải mái luôn. Trẻ em, người lớn tuổi đi cực kỳ thích. Tổng thể nội thất xe còn khá sạch sẽ, sáng mới tươm tắt, máy móc nổ gáo liềm, động cơ số nguyên zin, xe không đâm đụng, không tai nạn, không thể kích, hồ sơ pháp lý rõ ràng, bao test hãng toàn quốc theo cầu của quý anh chị. Rồi nếu như quý anh chị có quan tâm á, vui lòng liên hệ trong đất sớm nha. Số điện thoại có ghi trên trang, comment ý kiến chia sẻ quan điểm của quý anh chị về con xe này, hoặc là cần tư vấn xe nào thì cứ nhắc má luôn trong đất sớm nha. Rồi bye bye anh chị nha.